của khoảnh khắc cuộc đời ngày hôm nay đó chính là chị Trần Thị Thảo Duyên. Khoảnh khắc nào đã giúp cô gái bán giày dạo trở thành bà chủ thương hiệu giày Việt Nam xuất khẩu Hadu? Hãy cùng đến với phần kết nối của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Xin gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến quý vị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp một người phụ nữ xinh đẹp. Xin chào chị Trần Thị Thảo Duyên. Dạ em chào anh ạ. Thảo Duyên là sinh ra là lớn lên ở đâu nhỉ? Dạ em sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp. Năm 2011 thì em bắt đầu theo học trường cao đẳng Bách Việt. Lúc đó là em học cái ngành tiếng Anh thương mại, nhưng mà nó chỉ là một cái cớ để em được lên thành phố Hồ Chí Minh thôi. Ủa tại sao vậy? Anh Vy biết không? Tại vì từ lúc mình sinh ra cho đến lúc mà năm mình học 12 á, là mình chỉ ở xung quanh cái khu của mình thôi. Mình nghe đến cái từ thành phố Hồ Chí Minh, mình nghe cái gì đó nó rất là xa xôi và phồn hoa đô thị, và mình cũng mong muốn là mình được lên trên đó. Vậy là ước mơ được lên thành phố đi học đã thành hiện thực. Dạ vâng. Từ ngày học ở thành phố đến ngày hôm nay là bao nhiêu năm? 9-10 năm rồi. Vậy thì nếu mà được chọn một khoảnh khắc để mang đến khoảnh khắc cuộc đời kể cho quý vị nghe để làm thay đổi và có được ngày hôm nay thì Duyên sẽ chọn khoảnh khắc nào? Thật sự thì nó đến một cách rất là vô tình. Cái thời điểm mà em lên trên đây đi học nè là em ở nhờ nhà của một cái người anh họ. Anh ấy có mở công ty và có một cái nhà riêng. Anh họ cho nhân viên ở lại để làm việc luôn. Thì em may mắn em ở chung đó luôn. Ở trong công ty có một cái anh đó, sau khi ăn cơm xong là ảnh có cái thói quen là ảnh sẽ tập thể dục. Em học bài ở trên phòng thì em có mở cửa, thì ảnh cứ chạy lên tầng 3 là ảnh gặp em, chạy xuống chạy lên tầng 3 là ảnh gặp em. Một hồi cái ảnh đứng anh nghỉ mệt, cái ảnh mới vô anh hỏi em gì nè: em lên thành phố Hồ Chí Minh được tháng rồi đúng không? Vậy có ai biết em lên chưa? Em hãy làm điều gì đi chứ. Em lên đây một tháng rồi thì em hãy làm gì cho người ta biết là em có mặt ở đây đi chứ đâu có ai biết xuất hiện ở đây và em ngồi em học bài ở đây đâu. Tự nhiên mình nghe anh ấy hỏi một cái câu như vậy mình bất ngờ anh. Nhưng mà kèm theo là mình phải suy nghĩ, đâu phải mình đi lên đây là mình đi lên rồi mình xuất hiện rồi mình ở đây mà không ai biết mình là ai, không ai biết mình sẽ làm gì, giống như là mình tồn tại mà mình không có mục đích vậy đó. Cái từ từ mình mới bắt đầu mình nung nóng nó lên. Cái khoảnh khắc đó nó đặt ra cho em nhiều câu hỏi. Nó tạo cho em cái mục đích rằng là ban đầu mục đích của mình là mình muốn được đi lên cái thành phố này, vậy mình phải làm gì? Mình đâu thể nào mình lên đây để đi dạo qua rồi đi về. Chính xác. Chẳng ai biết đến mình là ai. Đúng, không ai biết làm được cái việc gì mà ở cái thành phố mà mình muốn đặt chân đến. Đúng rồi. Cái lúc đó anh biết không, mình cảm thấy là mình đã bắt đầu mình suy nghĩ cho cái mục đích của mình. Mình mong muốn gì, mình sẽ làm gì để mình tác động đến nó. Mình hãy làm cái điều gì đó để có sức ảnh hưởng đi chứ. Vậy là cũng phải cảm ơn anh nha. Dạ chính xác. Nếu như mà anh Vinh ở Vũng Tàu mà ngày trước anh Vinh có làm bên công ty truyền thông Đông Nam ý, có vô tình mà có bắt gặp được những cái khoảnh khắc lúc này thì em xin gửi lời cảm ơn đến anh rất là nhiều. Rõ ràng là sau cái câu nói đó Thảo Duyên đã có những suy nghĩ tích cực. Dạ chính xác. Và để sau này có Thảo Duyên tự lập rất là sớm. Hay nói một chút là sau đó thì trong quá trình em đi học rồi em cũng bắt đầu làm những cái việc để ghi dấu tên mình đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Sau đó thì em không có một cái suy nghĩ đơn thuần là mình chỉ đi học rồi sau đó mình sẽ đi làm ở một cái công ty nào đó, mà mình suy nghĩ lớn hơn một chút xíu là mình sẽ làm một cái điều gì đó vừa giúp ích được cho bản thân mình và vừa giúp ích được cho nhiều người khác. Mình mới bắt đầu từ từ mình gây cái dấu ấn của mình. Nó khắc ghi đậm sâu thôi. Là dấu ấn đầu tiên. Cái thời điểm lúc đó thì em đi làm rất là nhiều công việc, cũng giống như các bạn sinh viên khác thì cũng sẽ làm những công việc như là bưng bê rồi phục vụ nhà hàng tiệc cưới rồi những cái công việc lặt vặt như vậy. Nghe quen quen của thời sinh viên. Đúng rồi. Em nghĩ rằng là sinh viên thì ai cũng sẽ từng trải qua những cái công việc đó. Nhất là những sinh viên ở dưới quê đi lên. Dạ. Vừa phải trang trải việc học, giúp đỡ gia đình, giúp đỡ chính bản thân mình nữa. Dạ, đến năm 2 thì em bắt đầu có bén duyên với một xưởng giày dép. Đi học xong thì em hay xuống xưởng đó em làm những công việc lặt vặt. Thì em mới bắt đầu em nghĩ ra là tại sao mình lại không dùng cái giày này để mình kinh doanh ta. Em mới nói với anh ở trong xưởng là bây giờ em sẽ mượn những chiếc mẫu này để em chào hàng, em lấy đơn hàng về cho xưởng mình sản xuất. Cái thời điểm đó thì cũng rơi vào mùa hè, cũng là một cái giai đoạn thấp điểm của xưởng, cái sản lượng đơn hàng nó sẽ xuống. Sau một hồi suy nghĩ thì bắt đầu anh cũng đồng ý, em cứ chào đi, được thì đem về đây anh làm thôi. Em lại lấy những cái chiếc mẫu đó em đi chào hàng. Đi học xong rồi thì không có xuống xưởng nữa, mình bắt đầu là chạy loanh quanh các nẻo đường ở trên Sài Gòn nè, thấy cái shop giày nào là cứ lủi vô vô xong rồi chào thôi. Và chiếc giày đầu tiên mà em bán được em còn nhớ? Em còn nhớ chứ, nhớ rất rõ luôn. Cái đơn hàng đầu tiên của em là được 73 đôi. Không phải một đôi mà là một đơn hàng. Tại vì anh biết là xưởng mà, người ta không có sản xuất đôi, người ta sẽ sản xuất theo lô hàng, số lượng. Phải ít nhất là tầm khoảng một mẫu là cũng phải trên 25 đôi người ta mới làm. Bây giờ dừng lại cái chỗ 73 đôi nè. Cái con số đó nghe tưởng khô khan mà nói nhiều điều lắm đó. Cái thời điểm đó là xưởng mà đi chào hàng thì rất là ít. Đa số là qua cái trung gian. Thì cái anh chủ shop đó đó, ảnh nghe em giới thiệu em đến từ xưởng. Mặc dù lúc đó em còn rất là nhỏ nha anh, nhưng mà tại vì mình cũng thật thà đó, mình nói chuyện thì anh đó ảnh cũng tin. Thì anh ấy được lấy một cái nguồn hàng trực tiếp từ xưởng. Thì anh ấy cảm thấy là giá này đã tốt hơn so với những cái giày trước đây anh đó bán, chất lượng cũng ok nè, thì mình cứ đặt thử thôi. Thì mình cứ cầm cái đơn hàng đó về mình đưa cho xưởng làm. Có thể gọi đó là khoảnh khắc thứ hai để bắt đầu bước chân vô. Ngày hôm nay thì chúng ta biết được là Thảo Duyên có hẳn cho mình một thương hiệu giày riêng tên là Hadu Collection. Hình như là cái tên Hadu này nó cũng gắn liền với cái chữ Thảo Duyên hả? Đó là tên của em anh ạ. Chữ Hadu là tên, Thảo Duyên là lấy chữ Ha trong từ Thảo và lấy chữ Du trong từ Duyên. Các bạn khởi nghiệp mà làm thương hiệu nghe cái này là thú vị đó. Dạ. Chứ không phải muốn đặt một cái tên cỡ nào cũng đặt được đâu. Nhưng mà để được có một cái thương hiệu giày đến ngày hôm nay, chắc chắn là em cũng trải qua rất là nhiều khó khăn. Dạ em đồng ý với anh luôn, là trên một cái bước đường thì không thể nào mà trải đầy hoa hồng được anh ạ. Nó phải trải qua gặp gỡ, mà nhất là Hadu Collection ở bên em nó cũng đã tồn tại được 7 năm rồi. Thì nó cũng trải qua rất là nhiều thăng trầm. Cái thời điểm mà lúc mà em mới bắt đầu làm giày này á, thì em có hợp tác chung với một anh. Nhưng mà người anh đó thì cũng là ở dưới xưởng nha. Lúc đó còn nhỏ mà, mình chỉ làm những cái công việc đơn giản thôi. Đa số những phần còn lại là anh ấy sẽ hỗ trợ. Vô tình nó tạo cho mình cái vùng an toàn. Đến một cái lúc anh ấy bắt đầu có một cái công việc riêng, thì lúc này một mình em ở lại và một mình em ôm hết tất cả mọi thứ. Cái thời điểm đó gần như là em muốn gục ngã luôn á. Mình cảm thấy mình cô đơn đến tột cùng luôn. Em chỉ có một mình thôi. Em lên thành phố em cũng chỉ có một mình. Làm việc em cũng chỉ có một mình. Thì đến khi mà làm việc được với anh đó, anh dạy cho mình rất là nhiều thứ. Thì mình cảm thấy rất là mang ơn anh đó. Đến một lúc mình cũng cần phải thoát ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Lúc đó thì em nghĩ đến cái mục đích của mình. Đến đây, mình sống ở đây. Bao nhiêu con người đã tin tưởng vào mình. Ba mẹ mình đã đặt hy vọng vào mình. Và cả những em nhân viên nữa, họ tâm huyết, họ ở lại với mình. Hằng ngày bữa cơm của họ, cuộc sống của họ trông chờ vào tiền lương. Bây giờ mình buông bỏ luôn thì họ phải làm sao? Chính vì thế em đã cố gắng để vượt dậy. Cái lúc đó là em vực dậy lại tinh thần của mình. Bây giờ nếu như mà mình không làm vậy thì ai làm? Nếu như mình gặp một chút xíu khó khăn như vậy mà mình buông xuôi vậy thì nữa sau này mình có thể làm được gì đây? Vậy lúc đó em sẽ làm cách nào? Lúc đó em họp toàn thể nhân viên lại để em chia sẻ trong tâm em có cái gì, em mong muốn cái gì và tinh thần chiến đấu quyết liệt của em ra sao, em truyền tải hết cho tất cả các bạn. Thì các bạn rất là đồng lòng với em. Lúc đó em cảm thấy mình là một người vô cùng may mắn khi có 4 bạn cùng đồng hành với em. Em quyết định là em sẽ tách ra và em sẽ đứng lên và em làm riêng cùng với 4 bạn đó. Anh nghĩ bây giờ em sẽ phải cảm ơn khoảnh khắc đó để cho em lớn mạnh hơn và độc lập hơn. Chính cái khoảnh khắc đó nó dạy cho em rất nhiều thứ. Nó làm cho em không đơn thuần là một cô gái đơn giản mong manh nữa. Lúc này là mình phải vươn dậy, mình phải chống chọi được với nhiều cái phong ba bão táp sắp tới. Chỉ có chính bản thân mình, chỉ có tinh thần của mình mới có thể vượt dậy được tất cả, mới có thể làm thay đổi được hiện tại mà thôi. Và hôm nay để có một người phụ nữ mạnh mẽ ngồi đây kể câu chuyện của chúng ta nghe và có một cái thương hiệu giày riêng cho mình thì chúng ta đã nghe được cả những cái khó khăn, cả những cái thuận lợi ban đầu. Nhưng mà anh rất là thích cái khoảnh khắc em vừa kể, bởi vì anh nghĩ nhiều người cũng sẽ thấy mình ở trong đó. Thực ra với anh nha, con đường của cuộc đời lúc nào nó cũng có những khúc quanh que, nên ở một thời điểm nào đó mình tưởng là nó khó khăn với cực khủng với mình á, có nhiều người đã buông xuôi. Anh nghĩ là không nên. Khi mình vượt qua đó mình sẽ thấy mình lớn lên rất là nhiều. Trong quá trình mà Vinh tìm hiểu thì Vinh thấy một cái từ rất là hay. Ngoài việc cố gắng, ngoài việc thông minh, nhanh nhạy thì bạn cũng là một người rất là sáng tạo. Sau này anh được biết em cũng chủ động sáng tạo cái đôi giày mang lại những cái lợi ích cho khách hàng. Cái lúc mà em là sinh viên á, em hay đi xuống xưởng đó anh, thì em cũng có mò mẫm vô trong cái phòng thiết kế. Thì em thấy mấy anh thiết kế là sẽ làm như vậy nè, cái mẫu này là sẽ phải đi với cái chất liệu này, phải đi với cái gót này, cái nơ này thì nó mới đẹp, mới trẻ trung. Về sau thì em bắt đầu em vận dụng được những cái kiến thức mà em đã học. Thì bắt đầu em mường tượng ở trong cái đầu của mình cái mẫu này nó sẽ phải như thế này, rồi sau đó truyền đạt lại với cái anh thiết kế ở xưởng. Em có nghiên cứu qua sách vở hay học gì về thiết kế giày không? Không có học qua một cái lớp thiết kế nào hết. Em quan sát và em phát thảo ra những cái cơ bản. Với lại mình cũng phải quan sát cái thế giới nó đang vận hành thế nào. Đương nhiên rồi ạ. Mình sẽ tìm hiểu những cái thương hiệu khác, rồi bắt đầu mình chọn lọc lại cho nó phù hợp với khách hàng của mình, phù hợp với cái lối sống và nhu cầu của chị em phụ nữ Việt Nam mình. Đó, để mà có một cái thương hiệu cho riêng bản thân mình là mình cũng phải học hỏi rất là nhiều. Bằng cách này cách khác rồi đúng không? Có nhiều cách để học mà. Dạ. Và anh nhớ có một chi tiết là em đã nói là có một khách hàng đặc biệt và hiện nay cũng trở thành một cái người đi cùng với em một chặng đường dài. Bây giờ anh muốn mời khách hàng đặc biệt đó đấy được không? Dạ được chứ ạ. Trân trọng và vui mừng được chào đón anh Ngọc Huy ạ. Dạ vâng, em chào anh Vinh và em xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta đang đến cái giai đoạn người ta gọi là hạnh phúc của cái câu chuyện cuối, người ta gọi là happy ending á. Lúc ấy tôi và Duyên đang kể đến cái chi tiết mà đi chào giày á, anh có nhớ cái chi tiết lúc đó không? À, cái thời điểm đấy là lúc á là em với một bạn nữa là cũng hợp tác mở một cái tiệm giày ở ngoài Gò Vấp á. Bất ngờ một ngày bạn ấy đến, bạn ấy chào hàng, mình cũng ra mình tiếp. Nhưng mà thời điểm đó là em đang có người yêu nên là mình cũng giữ khoảng cách. Lúc đó là nó có một cái mẫu hàng đang rất là hot, Duyên mới vào, Duyên chào hàng em thì em mới đưa cái mẫu ra hỏi là Duyên có làm được mẫu này không. Xong rồi Duyên bảo là mẫu này em có thể làm được, chắc nhanh thôi, khoảng 1 tuần có thể là em ra hàng cho anh. Đưa mẫu cho Duyên bảo thôi về làm đi, xong mẫu thì đưa cho anh, nếu được thì anh xuống đơn hàng $500. Cái thời điểm đó là em cũng đợi hoài chắc phải hơn 10 ngày không thấy hàng đâu. Lúc đó xong em mới đi đặt hàng ở chỗ khác, thì đến khi mà Duyên làm xong mẫu rồi xuống đưa cho em thì em đã đặt hàng chỗ khác rồi. Cuối cùng là em không nhận cái lô hàng đó thì đâu có kịp hàng của em đâu. Thật ra lúc đó là cái mẫu rất là khó thì phải đi tìm nguyên liệu. Lúc đó em thật sự là không có dùng điện thoại, chỉ có cầm giày và đi chào thôi, có đưa thông tin đơn hàng rồi xong rồi mình lại chạy đến cái chỗ đó thôi. Nhưng bây giờ mình phải cảm ơn cái khoảnh khắc mà không có nhận được cái hàng đó. Sau đợt đó là gần như là cô này cũng không thèm chào hàng em nữa, rồi bạn em cũng giận không đặt hàng luôn. Xong rồi hai bên mất liên lạc 4 năm sau á, là trải qua bao nhiêu cái biến cố rồi. Lúc đó là Duyên từ một cô sinh viên đi bỏ giày, xong rồi cô ấy làm, rồi cô ấy gầy dựng, cô ấy mở cửa hàng rồi. Thì lúc đó em cũng đang bán ở cửa hàng ngoài Quang Trung. Thì hai cái cửa hàng nó cũng khá là gần nhau. Lúc đó là gần như là hai đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà anh đoán cái này nè, một trong những kỹ năng của đối thủ á, họ sẽ lấy người giỏi nhất của đối thủ về. Dạ. Em có nghe điều này không? Dạ. Nhưng mà giờ phút bữa này thì anh xin chúc mừng. Chúc mừng sau những khó khăn cuối cùng cũng là một cái kết đẹp. Hiện nay thì cô chủ đã có một cái thương hiệu làm đúng cái niềm đam mê của mình, rồi gặp được anh chủ nữa. Bây giờ thì hai bạn hãy nói một chút xíu về cái đôi giày mà hai người đang đi cùng. Mới đầu thì có thể là hai chiếc giày chứ phải là một đôi, nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ thì em nghĩ đó là một đôi hoàn hảo rồi đấy. Có một câu nói cái này anh cũng nghe thôi, cái là đúng người thì êm thân mà đúng giày thì êm chân. Em cảm thấy rất là may mắn anh ạ. Vì em đã tìm thấy anh Huy và anh Huy cũng tìm thấy em, thì hai vợ chồng cảm thấy rất là hạnh phúc. Đó là điều hạnh phúc nhất rồi. Mình có một công việc yêu thích để mình theo đuổi, có một người ở kế mình mà mình cảm thấy yên tâm. Sắp tới thì hai bạn có dự định gì? Dạ cũng có. Cái mục tiêu đầu tiên thì em cũng cùng với Duyên xây dựng cái thương hiệu Hadu nó ngày càng lớn mạnh hơn. Rồi một vài cái mục tiêu cá nhân nữa. Ví dụ như là hai vợ chồng thì cũng đang mong muốn đón chào thêm một cái thành viên thứ ba nữa. Dạ. Anh cầu chúc cho cái điều mà em vừa mong mỏi nó sẽ sớm thành hiện thực. Và cứ hy vọng, cứ đặt niềm tin và yêu thương nhau thật sự thì anh nghĩ ông trời ông nghe được đấy. Khoảnh khắc này anh rất muốn giữ, từ câu chuyện một cô sinh viên muốn lên cái thành phố phồn hoa này để biết xem nó là cái gì mà nghe lâu lắm rồi. Rồi sau đó có những khoảnh khắc mà cô ấy đặt câu hỏi ra, mình đến đây để làm gì. Và đến ngày hôm nay cái khoảnh khắc cuối cùng đó là khoảnh khắc hạnh phúc. Và anh chúc cho khoảnh khắc này sẽ mãi mãi đi với hai bạn và nó sẽ nở những cái bông hoa tiếp trên cái đoạn đường hơn nữa. Một lần nữa cảm ơn hai bạn đã đến với Khoảnh Khắc Cuộc Đời và cảm ơn quý vị đã luôn yêu thương đón xem Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Và quý vị nhớ vào 22h45 mỗi ngày trên HTV9 chúng tôi sẽ chất chiêu và nâng niu những khoảnh khắc để mang đến quý vị. Còn bây giờ chương trình xin chào và hẹn gặp lại. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.